cái phó là sân cột gia trang, cũng như là các tỉnh Khánh Hòa điền cư giá sân từ chân tay một giờ ngày một trong di chúc ông lại đã biết tôi muốn được chôn ở xuống đây tấm vé kìa, hãy cho tôi nằm ấp xuống yêu cầu ông phụ dẫn tôi em đi là đừng cho hai anh em tôi đi nơi khác, mọi tài sản còn lại xin tặng hết cho viện Bắc Tân và những người trong sự lòng đọc của tôi. Để tài liệu được ghi lại trong cuối đời, bác sĩ ông yếm nhìn những người đứng xuống lỏng nào lỏng đi này khi hai tin ông chúng tôi thở cuối cùng trong đầu người dân Duy Nhiên đều khăn vàng đứng biến động của lòng tin của tôi. Nhiều người dân sống cùng đang đi viện tiền kéo dồn trở về, đông đảo người dân từ ông già bà cả đứng lớp đứng tiền đến khúc xếp thành hàng dài để người ông đến nơi ông đi cuối cùng. Người dân càng kính trọng hơn khi biết trong những ngày qua, dạy sanh biết rằng hôm nay ông phải được tổ chức một giải gì, không chỉ bằng tiêu tự gì cả. Khi trong biết, ông đã được nằm tốt mà, hay ra, để được siêu nhân biến hình, siêu nhân biến hình. Ông đã tự tình không có gì cả. Ông được cho ông theo đúng ý nghĩa khi hãy sẵn bắt đầu quay về biển như muốn ôm trọng mặt đất Khánh Hòa và đồng minh. Ông đưa Việt Nam yêu Nha Trang và đã có những công trình sự nghiệp to lớn nhằm giúp Việt Nam phát triển hơn. Cho em cái quả cụ thể. Em ơi.